สมยังปะกวาสาวะติยังวิหรติเจตวันเออนาตเปนิกาสารามิอัตโคอัญญารามิวะรามิกานัญญาติยาภิกขันตวันนาคิวนกาปัญจิตวันังโอปัสเสวายินะปะกวาเตนุปัสสังคมิโตปัสสังคมิโตปะกวันตังอภิวาเทวะเอกมันตังอาคาสิเอกมันตังทิฏฐโคสดิวะตาปะกวันตังกาทายะอัจจปาสิปะหุเรวะมโนสัจจมังกลานิอะจินตยุงนาคาคมานะโสทานังโลหิตังละมุตตมังเสวนาจปาลานังบาลีอาลัยจะเสวนาจะปูชาจะปูชนียานังอิตังมังกลมุตตมังปฏิรูปดิสวาสุจะปูเพจกตปุญญตาอาทสัมมาปณิทิเจตังมังกลมุตตมังปหุสัจจัญจะสีปัญจมินโยจะสุเสกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตังมังกลมุตตมังมาตาปิรูปาทานังพุทธดาราสสังฆโฆอนาคุณาจกัมมันตาเอตังมังกลมุตตมังดาลัยจะธรรมจริยาจญาตกาลัยจะสังฆโฆอนวาจาริกัมมาตมังนารติวิรติปะปะมาจานาจะสัญญาโวอาปาโดจะธรรมเมสุเอตังมังกลมุตตมังยารโภจะทิวาปาโดจะสันตุติจะกตัญญุตาเกลีนธรรมาสวนังเอตังมังกลมุตตมังคันติจะโสวัจสตาสมนานัยจะดัสนังกลีนธรรมเอตังมังกลมุตตมังตโพจะพรหมจริยัญจะอริยสัจจะนัสสะนังนิพพานสัจจิริยัญจะเอตังมังกลมุตตมังพุทธัสสโลกกัมเมเหติจิตตังยาสนกัมปติอโศกังวิรจังเขมังเอตังมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกาตวานสัพพะธัมมปาจิกาสัพพะชันติตังเตสัมมังกลมุตตมังอิงหันทุกข์ยื้อไปโดยเงี้ยมองถอยเทยต้องเดินตายกี่เตียงเป็นสาขัวเกิมยาคำโกดองกังหันสาเปกี่เดมเดิมบางก็มองวิจัยยุงสังโททั้งดาววางเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่ลำลาภูพลันเก้าเถื่องสาลีตำเนียมแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อทิ้นกันจงเถียงฟ้าปลาภูพลันเก้าเถื่องเบียกุ้งเก็นเคีย
khiêm nhường trí tuấn và trí ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghiệt kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm việc đời tâm công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được hoàng là phúc lành cao. Nam Mô Bụt Tha Cha. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. À, quý vị đợi chút nha. Hôm nay thì không có bài học. Là chương trình đặc biệt mừng xuân năm 2020. À, bây giờ thì bây giờ thôi đấy thì con đọc như cũ hết để Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Paris từ 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 1:30 sáng. Còn khai ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. À, hôm nay là thứ tư, một tháng giêng năm 2200 Phật lịch 2563 đề. Dạ thưa, hôm nay thì cái chương trình đặc biệt, nhưng mà mở đầu chương trình xin chúng ta tất cả trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Cha. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha Giá, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ thưa, bây giờ chắc cái phần này là tới Thượng Tọa Giác Đẳng phải lên cầm mic. Bây giờ xin quý vị ở trong đạo tràng nha, quý vị bây giờ đừng có phát lên cái lời nào hết, rồi Lan Giao Nguyệt làm ơn đưa lên cái buổi lễ hôm nay chúng ta làm cái gì, viết chữ lớn lên chút xíu để mọi người nhìn vô đó để biết là
hôm nay mình làm cái gì nha. Dạ, con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng cầm bích Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ Thượng Tọa Thiện Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thân Chào, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng 2020, mở đầu cho một năm mới dương lịch và cũng là mở đầu cho thập niên mới. Nhân dịp này thì xin mạo muội để đề nghị với chư tăng và quý Phật tử, chúng ta dùng trọn buổi học ngày hôm nay để có một chương trình đặc biệt. Chương trình này cũng sẽ có dịp để chúng ta nhìn lại một số những sinh hoạt của năm vừa qua và kể cả 10 năm vừa qua. Rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma với tiền thân là Rung Diệu Pháp đã khởi sự vào tháng 7 năm 2000. Và cho đến hôm nay thì chúng ta đã trải qua hai thập niên. Ở Việt Nam bây giờ họ không gọi là thập niên, gọi là thập kỷ. Thì kể ra chúng ta tồn tại trong hai thập niên mà mỗi ngày không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà đồng thời nghĩ đến 10 năm tới thì thưa quý vị, có rất là nhiều những điều rất là thú vị khi chúng ta nhìn lại những năm vừa qua và hướng đến 10 năm tới. Tuy nhiên trước nhất bây giờ thì đầu tiên kính cung thỉnh Thượng Tọa Thiện Sư, vị giảng sư được xem như là niên trưởng, là vị đầu đàn của chư vị giảng sư ở trong Rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma, kính thỉnh Thượng Tọa có vài lời với chư Tôn Đức và quý Phật tử. Kính thỉnh Thượng Tọa Thiện Sư. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Trước hết, xin lễ bái Tam Bảo. Arahang sama samputo phagwa putang phag tang api swakata thammo thambang na subhagwato savama. Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh liên tri thành kính lễ giáo pháp được thiện thuyết bởi Đức Thế Tôn, thành kính lễ tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn bằng thiền hạnh. Kính lễ toàn thể chư Tôn Đức đang có mặt ở trung tâm. Kính chào. Hôm nay ngày 1 tháng Giêng năm 2020, là một ngày sinh hoạt đặc biệt trong rùm lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma. Rùm này đã sinh hoạt và tồn tại trong hai thập niên kể từ năm 2000 cho đến nay, đã được 20 năm. Cái thời gian 20 năm không phải là thời gian ngắn. Trong một thời gian dài như vậy, mà rùm lớp Phật Pháp của Thầy Tham Má, mà tiền thân là lớp Diệu Pháp, được sinh hoạt ổn định với những giáo trình
và những bài giảng của các vị giảng sư có sự thứ lớp nhịp nhàng, cũng như với cái sự hợp mặt góp mặt của các thành viên phần hành trong ban điều hành của quý Phật tử MC. Tất cả những thành tựu đó, trước nhất là do nhờ sự điều hành của Thượng tọa Chánh Đẳng, chúng tôi mặc dù đã theo suốt trong 20 năm kể từ khi Rum mới bắt đầu thành lập cái lớp diệu pháp, và chúng tôi cũng chỉ cùng với Thượng tọa Chánh Đẳng để điều hành, nhưng phần lớn thì do Thượng tọa Chánh Đẳng sắp xếp, chúng tôi chỉ cố vấn về các cái giáo trình, cũng như góp phần là một trong những vị giảng sư của Rum, của lớp học. Đã trải qua nhiều năm dài như vậy, với cái sự thăng trầm của thời gian, mặc dù Rum của chúng ta được mở ra là một Rum sinh hoạt qua cái hệ thống Internet, chứ không phải là sinh hoạt ở tại cái ngôi chùa dưới mặt đất, địa điểm. Nhưng mà cái sự vô thường nó vẫn có, cái sự thân tầm đó nó vẫn sẽ đến, như là các vị giảng sư ở trong Rum ít nhiều cũng sẽ thay đổi. Rồi các Phật tử MC thì chúng ở trong ban điều hành cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhớ ngày xưa có sư trưởng, rồi có Đại Đức La Bối, mà bây giờ là Thượng tọa Pháp Viên cũng có tham gia trong cái buổi đầu. Rồi thỉnh thoảng có Thượng tọa Giác Nguyên, cũng là những vị trong cái ban giảng sư. Nhưng mà rồi dần dần các vị đó lại không tiếp tục vì lý do bệnh duyên, hay là vì lý do các vị có công việc riêng ở Rum khác, v.v. Còn hiện tại bây giờ thì Rum lớp Phật Pháp Buddhadhamma của chúng ta có 5 vị giảng sư. Nếu mà kể luôn Đại Đức Quy Niệm, thì kể ra có 6. Tức là tôi, Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tây Quyền, Đại Đức Pháp Tính. Rồi mới gần đây 1-2 năm nay thì có Đại Đức Quy Niệm nữa.
Thì như vậy tất cả là bảy. Và thỉnh thoảng cũng có sự đóng góp thảo luận của sư Nguyên Thông. Kể ra chúng ta có cái đội ngũ giảng sư là 8 vị để tổng quát như vậy. Nhưng mà trong 8 vị đó mới gia nhập sau cũng có, mà kỳ cựu cũng có, ngay từ cái buổi đầu cũng có. Rồi các trong ban điều hành, các vị MC, những vị tri chúng thì đã thay đổi rất nhiều. Gần như là toàn bộ bây giờ không còn những cái thành viên cũ của những 20 năm về trước, mà đã có sự thay đổi những vị mới. Mặc dù có sự thăng trầm biến đổi theo cái luật vô thường như vậy, nhưng trên phương diện pháp, một điều mà chúng ta rất mừng là kinh điển được trình bày vẫn cứ theo giáo trình Tam Tạng Kinh Điển Pali. Thoạt đầu ngày xưa thì giảng về kinh Pháp Cú, sau đó thì đổi qua những cái đề tài như tiểu bộ kinh, các bộ, các tập, rồi đến tương ưng tăng chi, rồi đến trường bộ kinh, và bây giờ là đến trung bộ kinh. Chúng ta làm công việc đó với cái tinh thần là để xiển dương chánh pháp. Chúng ta không có vụ lợi. Và trong cái việc sinh hoạt, chúng ta vẫn có kỷ luật, nhịp nhàng, đồng bộ, chứ không có ồn ào, không có bát nháo. Mặc dù cũng có những khi do trong cái mùa lễ hội dân y, rồi chư vị giảng sư bận rộn nên phải bị gián đoạn, hoặc là những lúc đường truyền bị trở ngại, đường nét bị trục trặc, cho nên những ngày đó chúng ta cũng bị vất vả, cũng gian nan lắm. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn giữ cái tay lái, dầu cho phong ba bão táp. Đó là nhờ cái tinh thần hòa hợp và phục vụ, tinh thần phục vụ Phật pháp, phụng sự Phật, phục vụ cho chúng sanh, mà chúng ta mới có được cái sự thành tựu đáng kể. Còn về phía ban điều hành thì các Phật tử cũng như các vị tu nữ ở trong ban điều hành, cứ mỗi một thời gian, mặc dù có biến thiên thay đổi, nhưng mà quý vị vẫn có nguyên tắc để sinh hoạt theo cái sự hướng dẫn sắp xếp của chư tăng, nên ngày nào cũng như ngày nào. Thì hôm nay nhân dịp ngày đầu xuân bước sang năm 2020,
cá nhân chúng tôi xin kính lời chúc mừng năm mới đến toàn thể chư vị giảng sư. Kính chúc quý ngài luôn luôn giữ vững tay lái về cô thuyền Phật pháp mà chúng ta có trách nhiệm lèo lái để đi đến bờ đến bến một cách an toàn. Và cũng xin chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị trong ban điều hành đã cống hiến sức lực của mình để phụng sự cho Phật pháp, để sắp xếp thỉnh mời chư vị giảng sư cũng như thượng tọa Minh Hạnh là vị cũng có phần ở trong cái ban điều hành, như là những ngày trai giới truyền quy giới cho Phật tử, truyền bát quan thế giới Phật tử, hay là mỗi một buổi học đi vào để lễ Bái Tam Bảo. Cái Zoom của chúng ta nó đã trở thành một huyền thoại. Và trong này nguyện cầu Hợp Ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tôn đức cùng chư vị tu nữ, chư Phật tử đã tham dự để nghe, để học Phật pháp, cũng như là những Phật tử trong ban điều hành. Mong cho tất cả một năm mới sức khỏe được dồi dào, thân tâm thường lạc, niềm tin Tam Bảo kiên định, tinh tấn nỗ lực để thành tựu những thiện sự, những cái phước báo. Một năm mới này chúng ta tiếp tục duy trì những gì tốt đẹp mà chúng ta đã có, và chúng ta càng phát triển thêm những gì mà chúng ta còn yếu kém, nhất là cái sự tu tập. Một năm mới hy vọng rằng chúng ta sẽ như trăng thượng tuần, từ ngày mùng cho đến ngày rằm, mỗi một ngày trăng tròn hơn, sáng hơn và mọc sớm hơn. Chúng tôi xin có vài lời thay mặt ở trong room để nói chuyện trước khi chúng ta đi vào ở trong cái việc sinh hoạt. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại điều hành. Sa thủ kính thỉnh thượng tọa thượng sư. Tiếp theo là lời cầu chúc tân niên của đại diện quý Phật tử. Xin mời cô Lăng Kiều Nguyệt. Dạ, nó mong bất thầy giá sát thưa lãnh thầy. Năm cho tất cả toàn thể Phật tử trong chúng con xin được kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đệ tử Pháp Tính, sư Nguyên Thông, chào quý cô, quý vị bà tu nữ, Dhammachari, quý cô tu nữ, quý Riya Ratana, tu nữ Khánh An, cô Khê Ma, kính chào tất cả quý đạo hữu có mặt trong room Đức Phật Pháp ở Đất Đàm ngày hôm nay. Thank you.
Dạ, cô khi mà nói nhỏ qua để nhập chấm. Cô làm lại. Em không biết bây giờ trong rung có nghe được lớn chưa ạ? Cảm ơn Sinh Quang Nguyệt. Dạ, thì con xin được làm lại kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông, quý bà tu nữ Dhammachari, quý cô tu nữ Virya Ratana, tu nữ Khinh An, cô Khema. Kính chào tất cả quý đại hữu có mặt trong rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Á ngày hôm nay. Và kính bạch Chư Tăng, nhân ngày đầu năm dương lịch 2020, con thay mặt Phật tử trong rung hết kính tri ân quý ngài. Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng quý ngài cũng đã cố gắng dành thời gian vào rum để giảng giải, hướng dẫn Phật Pháp cho chúng con. Nhân ngày đầu năm thì con kính chúc Chư Tăng được đầy đủ sức khỏe trên đường hoằng dương Phật đạo Pháp, sinh hoạt Phật sự gặp được nhiều thuận duyên. Kính chúc mừng tất cả quý Phật tử đã yểm trợ cho sinh hoạt của rum được thường xuyên. Có mặt của Chư Tăng nhưng đồng thời cũng có mặt của quý Phật tử, cho nên rum mới có thể tồn tại được lâu dài. Nhân ngày năm mới thì năm mới 2020, Đăng Nguyệt xin kính chúc thân chúc tất cả quý đạo hữu năm đạt cát tường, trên con đường học hỏi hành trì Phật Pháp có nhiều tiến hóa. Và con chỉ có vài lời con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Sa thú xin cảm ơn cô Lan Giao Nguyệt. Thưa quý vị, cô Lan Giao Nguyệt là một ở trong những thành viên của ban điều hành trong lần đầu tiên, và cho đến ngày nay thì cô có thể nói là người duy nhất còn lại ở trong thời kỳ đầu tiên. Bây giờ tiếp theo thì xin được thỉnh thưa, và sau đó là từ học tên. Năm vừa rồi 2019 á, thì đặc biệt là một năm mà Chư Tăng gặp nhau hai lần, một lần là sau rằm tháng giêng và một lần là mới vừa qua. Lần trước gặp nhau ở Lào và lần sau thì gặp nhau ở Miến Điện. Thì không biết Thượng tọa Pháp Đăng và Thượng tọa Pháp Tân có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận lợi ích của những lần gặp mặt này không, và Thượng tọa cũng có thể điểm lại một vài sơ trong chuyến đi. Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Và sau đó kính thỉnh Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Dạ, Nam Mô Tâm Mà Dạ, Nam Mô Sân Khải Dạ. Dạ, con Phật Đăng kính đảnh lễ Đức Tâm Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tề Quyền, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni, với bảy cô thụ nữ cũng chư Phật tử. Nhìn lại một năm thấy cũng có nhiều cái điểm thuận lợi, có sự cải tiến trong cái cách giảng dạy điều vui, và cũng thấy Phật tử vào sinh hoạt cũng đều. Riêng về Chư Tăng thì cũng tiếp tục để đồng vai sát cánh cùng với Thượng tọa Giác Đẳng cũng như Thượng tọa Tỳ Siêu để duy trì cái lớp học Bút Thá Tham Má này, để có lợi ích cho Chư Tăng cũng như Phật tử vào đây để nghe học, để tạo cái thiện pháp ở trong mỗi ngày, sống trong thiện pháp mỗi ngày như vậy. Đó là cái niềm vui. Đó là cái sự kết tạo chuyến đi Miến Điện thì thực sự hai cái bữa đi đó cũng đều có hai cái ấn tượng, nhất là đi lên Ba Gan, tại lên hồ Ni Hê, nghe qua những cái giai thoại thực sự là đặc biệt
của xứ Miến Điện, mà con cũng cảm nhận rằng có lẽ là vì cái người dân Miến Điện đó, họ có cái tinh thần tu tập nhiều, nên mình nghe những cái chuyện mà huyền thoại hay là những cái chuyện mà chư thiên mà hiển linh đó, mình gọi là chư thiên hiển linh để khích lệ lòng tin của vua chúa hay là những người dân chúng Miến Điện. Thật sự đó, thì cũng có một cái sự suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều là thật sự trong vùng đất nào đó mà có, như là Đức Phật ngày dạy, có những người hành trì, có những người mà hộ trì Phật Pháp, duy trì Phật Pháp và phát triển Phật Pháp như tương tác. Hàng chư thiên, họ sẽ hộ trì. Hộ trì rất là nhiều, như là kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật ngày nói. Cũng làm cho mình có sự suy nghĩ rằng ở trong cái chuyến hành hương đó, cũng được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nói về những cái giai thoại về cái hồ và những cái tượng Phật, cũng như là lên thăm cái hài cốt của vị thánh mà đã cải hóa được cái làng, nguyên cái làng người ta từ bỏ sắc sanh, cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Vào trong cái hang động mà có nhiều tượng Phật, mà mỗi tượng Phật nó có một cái ghi bút mà nói lên cái sự hiển linh và nói lên cái sự cầu nguyện mà thành đạt, để họ làm một cái tượng Phật trên nó cả ngàn, hơn ngàn tượng Phật, cũng làm cho con có sự suy nghĩ rất nhiều về chuyện mà chỗ nào có chư thiên, chỗ nào có những người có tính tâm thì Phật Pháp cũng còn mạnh, cũng còn phát triển, cũng còn nhiều người ủng hộ. Và đi lễ tháp Si Rong thì cũng nghe Thượng Tọa nói rằng dù mưa hay nắng thì ngày nào cũng có những người họ đến lễ bái, hay là cái tháp thờ răng, dù mưa hay nắng gì thì không ngày nào không có người dân Miến Điện họ tới, họ lễ bái ở trên bảo tháp, họ đi xung quanh bảo tháp để niệm Phật, để tụng kinh. Thật sự là làm cho mình có cái sự khích lệ, làm cho mình có sự quan nghĩ ở trong cái sự nhiệm màu của Phật Pháp. Thì riêng về đi Lào thì cũng được đặt bát cúng dường người chư tăng vào buổi sáng, mà cũng để nhìn xem cái sự sinh hoạt Phật giáo của các nước, để rút được những gì hay, để xây dựng được cái lòng tin cho nó kiên cố hơn trong cái sự tu tập. Cái đó cũng là niềm vui. Và trong hai chuyến hành hương, dù chuyến nào đó, dù ở bên Lào thì cũng đặt bát cúng dường chư tăng mỗi ngày, và bên Miến Điện thì cũng cúng dường cho chư tăng, quý sa di, quý cô tu nữ cũng nhiều, những người Phật tử mà họ có nhiệt tâm, họ có cái tính tâm đối Phật Pháp mà hộ trì cho họ, thì con cảm thấy cũng rất là vui. Thì nói lên cái cảm nhận thì cho đến khi đi rồi về cũng còn cái niềm vui, mỗi lần nhớ lại cũng thấy một cái niềm vui ở trong tâm. Nhưng mà nói về về năm mới thì trong năm mới thì có lẽ là mỗi người khi mà chồng chất lên một tuổi thì con thấy cái tuổi đó nó cũng nhiều cái sự ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như là cái sự mệt mỏi của công việc mà với cái tuổi lớn nhiều. Mà con thấy chư Thượng Tọa cũng đã cố gắng, thì năm mới con cũng xin kính chúc cho quý ngài pháp thể luôn an khang, và lèo lái con thuyền chánh pháp mãi là bóng mát là tàn cây, để che chở cho những người có lòng tin tăng ni để học hỏi Phật Pháp. Kính chúc quý ngài có nhiều sức khỏe để phục vụ cho chánh pháp, và cũng chúc cho Phật tử năm mới tận dụng thời gian, tận dụng cái tuổi thọ của mình để tu tập, để tạo dựng được những cái phước báo công đức cho mình. Đó là những hành trang tương lương ở trong cái đời sống tương lai. Mong cho quý vị phát triển được Phật Pháp ở trong nội tâm và sự hiểu biết được, để trở thành những người nam nữ cư sĩ
là đệ tử của Đức Phật chân chánh. Thì chúc cho chư thiện nam chánh nữ luôn thuận may và trong đời sống và tiếp tục trì Phật pháp để được bền lâu. Kính chúc tất cả được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú kính trực ngài Thượng Tọa Pháp Tăng. Tiếp theo xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng mong Thượng Tọa Pháp Tăng chia sẻ một vài cảm nhận của Thượng Tọa trong hai chuyến đi Lào và Miến Điện của năm 2019. Và Thượng Tọa có thể trong một vài cái suy tư là chưa bị giảng sư sinh hoạt trong rung mà hàng năm có dịp gặp nhau như vậy, có những lợi lạc gì? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đắng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Sư Nguyên Thông. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Trước tiên đó là do là trước cái thềm năm mới thì phải nói rằng có những cái sự sinh hoạt đặc biệt để chư vị giảng sư cũng như là chư Phật tử có những cái vài điều để chia sẻ trong cái buổi hôm nay. Thì về vấn đề sinh hoạt Phật pháp thì tôi nghĩ là trong những năm qua, thời gian dài, nãy đã nghe Thượng Tọa Tỳ Siêu nói là cũng như là Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày khi nãy râm tiền thân của râm Phật Pháp Bút Tha Tham Ma là râm Diệu Pháp là hoạt động, sinh hoạt đã được 20 năm từ đầu năm 2000. Và thời gian ấy, chừng ấy với thời gian thì phải nói rằng nếu mà nói mình sinh hoạt ở trên mạng thì cũng đã rất là dài. Và sinh hoạt ở trong các cái đạo tràng ở dưới mặt đất này đó thì cũng phải nói rất là bền bỉ. Và điều đó, đó là phải nói là sự góp công sức của chư vị giảng sư, đặc biệt là Thượng Tọa Tỳ Siêu cũng như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã giúp cho cái sự vận hành này cũng như là chư tăng, chư vị giảng sư. Bởi vì con nghĩ rằng có những vị đầu tàu, có những vị đầu tàu cũng như là Thượng Tọa Giác Đẳng soạn bài hoặc là sắp xếp cho cái, mặc dù là xin ý kiến của chư tăng để mà học cái giáo trình đó như thế nào, góp ý kiến vào, nhưng mà phần lớn thì Thượng Tọa Giác Đẳng đã lo phần đó. Và nhờ đó thì bên cạnh đó được cái sự chuyên môn của Thượng Tọa Tỳ Siêu cũng như là góp mặt của Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, bản thân chúng con như Đại Đức Pháp Tính và Quy Niệm cũng như các vị khác đó, thì phải nói rằng được cái sự điều đặn đó thì phải nói là nhờ cái sự góp mặt của chư vị giảng sư rất là nhiều. Cũng vì là thứ nhất con nghĩ rằng là vừa là tạo cái phước cho chính mình để mình tạo cái duyên lành, phước trí ở trong tương lai. Cái thứ hai là để hoằng truyền Phật Pháp với cái thời đại ngày nay. Thì mình mượn phương tiện này để mà mình hoằng Pháp. Và như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói đó là hàng ngày mà được biện bàn luận về Phật pháp, được giảng, được suy tư, được nghe cái lời dạy của Đức Phật thì phải nói rằng đời tu thì chỉ có bấy nhiêu, được thấm nhuần ở trong cái lời dạy của Đức Phật rồi mình tu tập thì con nghĩ rằng cái đó là cái hạnh phúc về đời sống tinh thần của mình rất là lớn. Và những người cư sĩ đó thì các vị Phật tử đó, có các vị Phật tử
trong đó có các vị mà trong ban điều hành, các vị đã giúp cho bót bài hay là tất cả làm MC mà với cái thời gian mà tồn tại được 20 năm, mặc dù là có sự thay đổi về các vị MC, các vị Phật tử, nhưng mà tới ngày hôm nay đó vẫn còn có những vị khác để tiếp tục để duy trì và phát triển như vậy, thì con nghĩ rằng cái việc đó các quý vị đã góp công. Theo con biết thì các vị Phật tử của chúng ta thì tuổi tôi cũng cao, tuổi đời cũng cao, nhưng mà rồi đó thì cũng vì cái việc mà tạo cái chức phước lành và giúp cho cái rung của Phật pháp mà duy trì của ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì có một cái số Phật tử, mặc dù là cũng có thay đổi, có người ra người vô để làm cái vị một Phật tử thính chúng để nghe Phật pháp, để nghe Phật pháp, thì phải nói rằng cái điều đó là phải nói là giờ cái sự duy trì và vì cái việc mà tồn tại của Phật pháp, vì cái muốn gieo cái được cái duyên lành mà cho tới ngày hôm nay vẫn còn duy trì, và điều đó con cũng mong rằng là vẫn phát triển và vẫn duy trì như vậy, và cũng không mong gì hơn chỉ là hàng ngày mỗi bữa mà chúng ta được vào đây để gặp mặt chư tăng, gặp mặt chư Phật tử để chia sẻ với nhau về Phật pháp, thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất của một đời tu sĩ. Thì theo con nghĩ rằng với cái mong muốn rằng việc làm thì cũng phải làm, thì với các vị tôn túc như là Thượng Tọa Tỳ Siêu, như là Thượng Tọa Giác Đẳng, các vị có nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái công việc văn pháp, và các vị đã chuẩn bị cho những cái giáo trình, cái bài vở và những cái điều mà cần thiết để giúp cho cái lớp học này hàng ngày được sinh hoạt và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Đó là điều mà con rất là hoan hỷ. Cái việc thứ hai mà con xin thưa là con có cái cảm nghĩ về cái chuyến đi như là Thượng Tọa Giác Đẳng nói khi nãy, đó là đầu năm 2019 chư vị giảng sư đã có một chuyến đi qua Lào, và vừa qua thì chư vị giảng sư đã có một cái chuyến đi sang Myanmar. Thì con nghĩ rằng riêng bản thân con á, thì con nghĩ rằng mình có đi đến cái xứ Lào hay là cái xứ Myanmar, trước nhiên là nói đến cái đất nước Lào. Cái nước nước Lào mà theo con cảm nghĩ đó là người dân họ rất là, Phật tử họ rất là hiền. Họ rất là hiền bởi vì họ đã thấm nhuần ở trong cái lời dạy của Đức Phật, cho nên họ rất là hiền. Chiều này con mới lật lại những cái tấm hình mà chụp ở trong cái chuyến đi Lào đó. Con nhìn lại là phía chư tăng bắt đầu sắp xếp cùng với vài người Phật tử ra sắp xếp để mà, mặc dù là trời se se lạnh, nhưng mà chư tăng cũng vẫn đi ra, đi chư tăng các vị đi khất thực, chư tăng đi khất thực, vẫn đi khất thực. Đoàn các vị giảng sư cũng đến đó để cùng với chư Phật tử để mà đặt bát cúng dường đến với chư tăng. Được sự hướng dẫn của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng con cũng có cái điều kiện tốt đẹp, thuận lợi để mà đặt bát cúng dường chư tăng. Sáng có một cái buổi mà đi ra thấy hàng hàng chư tăng đi đông ở bên cái dãy phương kia, đoạn đường bên kia đó, chúng con chụp vài cái bộ hình thấy rất là hoan hỷ. Chư tăng có những vị tôn túc trưởng lão, nhưng mà cũng có những vị rất là trẻ tuổi, mà mình thấy hình ảnh của chư tăng ấy, riêng bản thân con nghĩ rằng rất là hoan hỷ. Bởi vì ở đó, mặc dù là theo con biết rằng cái số dân số của người Lào thì cũng không nhiều, chừng mười mấy triệu gì đó, không nhiều đâu. So với Việt Nam thì 90 mấy triệu dân, nhưng mà rõ ràng là
không thuần lắm ở trong cái đời sống Phật pháp. Bởi vì tôn giáo thì theo con thấy Việt Nam mới thống kê 16 cái tổ chức tôn giáo, trong khi ở Lào thì con nghĩ rằng không biết là có nhiều hay không, nhưng mà rõ ràng là thuần nhất là Phật giáo nguyên thủy. Cho nên khi mà mình thấy cái hình ảnh của Chư Tăng đó, mình rất là hoan hỷ. Rất là hoan hỷ. Riêng bản thân của chúng con thì con thấy rất là hoan hỷ. Mình sống ở đó, tuy rằng thời gian không dài, chỉ bằng ấy với thời gian là một tuần hoặc 5-7 ngày, nhưng mà ngày nào cũng đi ra đọc bát, thì con nghĩ rằng rồi thấy hình ảnh của Chư Tăng, nghe tiếng kẹn, rồi những mình thấy rằng những cái chùa cổ, những cái tháp cổ, những tượng Phật cổ và những cái chùa đại biểu để nói lên cái tinh thần niềm tin tu tập của người dân Lào, trong đó có các cái bậc xuất gia là Chư Tăng Lâm, cũng như là các cái hàng cư sĩ. Mặc dù đời sống vật chất tuy nghèo thiếu thốn, nhưng mà cái đời sống tinh thần của người dân Lào, người Phật tử Lào thì có nghĩ rằng họ rất mạnh, rất lớn. Lật lại những cái hình mà đi Lào. Rồi bây giờ gặp Thượng Tọa Giác Đẳng, con không nghĩ rằng tối nay có một cái buổi sinh hoạt để chia dương hai cái chuyến đi đó, mà con thấy nhìn lại cái hình là con cũng thấy hoan hỷ. Riêng vừa qua đó thì con Chư Tăng cũng có cái chuyến đi đi Myanmar. Thì đi Myanmar thì mấy lần trước con có vài lần, một lần đã đi sang thủ đô Yangon, tức là Myanmar, nhưng mà chưa có dịp lên Yangon, lên cái vùng đó. Thì mình mới thấy là những cái tháp cổ xưa, như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói, thì rõ ràng là họ xây bằng gạch, nhưng mà vẫn còn những cái nét rõ ràng, đường nét nó rõ ràng, mặc dù là cũng khoảng thế kỷ thứ 7 gì đó, hoặc là gần hơn tí nữa, nhưng mà vẫn còn tồn tại. Bởi vì mình thấy là nguyên một quần thể tháp như vậy, đi mười mấy cây số thì vẫn nhìn xa xa, ở trên những cái đồi cao vẫn thấy những cái tháp. Thì mình biết rằng một thời Phật giáo đã tồn tại ở đó và thịnh hành ở tại đó. Con cũng đã có khi thì đi miền Trung, gặp những cái đàm của người Ấn Độ giáo xưa kia, ở tại Nha Trang, hay hoặc là đi ở Phan Rang, hay hoặc là Phan Thiết chẳng hạn, vẫn thấy những cái tháp đó, nhưng mà mình thấy xa xa thôi. Có một lần thì con đi vô trong cái tháp của bà, tháp bà ở tại thành phố Nha Trang, nhưng mà đó là theo tín ngưỡng của Ấn Độ giáo ngày xưa. Thì con thấy rằng là nó cũng có một cái nét, nhưng mà cái nét tháp của chùa cái tháp ở Bangan thì mặc dù là cũng xây bằng gạch na ná như vậy, nhưng mà nó có cái đặc trưng, mỗi một cái kiểu tháp dường như là có những cái nét khác nhau. Và mình thấy rằng rõ ràng là cái sự thịnh hành một thời ngày xưa thì chưa có cái công nghiệp máy móc cơ khí, họ làm gì, họ làm bằng tay. Nhưng mà mình thấy rằng những cái tháp họ xây, những cái bích họa phù điêu, rồi những cái sơn, những cái bức tranh ở trong cái lòng tháp, thì mình mới thấy rằng họ bỏ rất nhiều công phu. Điều đó nói rằng biểu hiện cái niềm tin của người dân Myanmar rất mạnh, rất mạnh. Và con nghĩ rằng có một lần buổi sáng ngày đầu tiên thì đi đến là buổi chiều, nhưng buổi hôm sau thì được Thượng Tọa Giác Đẳng thỉnh Chư Tăng và cùng với Chư Tăng đi đến hai cái chùa, một cái chùa Tăng, trong đó con cũng không nhớ, chắc cũng trên cả trăm vị Chư Tăng rồi, rồi có các em học sinh nữa. Thì được Thượng Tọa Giác Đẳng hướng dẫn, thì Chư Tăng cũng cùng chung với Thượng Tọa Giác Đẳng để đi cúng dường Chư Tăng ở tại đó.
Mà cái nhu cầu con nghĩ rằng Thượng Tọa Giác Đẳng chắc có lẽ đã tìm hiểu trước, chư Tăng thường có cái bệnh bị nấm da đầu, cho nên là ở bên đây con cũng Thượng Tọa đã nhờ những người Phật tử mua cái loại thuốc trị nấm da đầu cho chư Tăng, trị cái ghẻ hay là cái nấm da đầu, con đã chuyển qua, mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã có cái tác ý cúng dường ở tại cái chùa Tăng đó, thì con nghĩ rằng rất là hoan hỷ. Và bên cạnh đó thì cũng được bố thí cho những cái em học sinh người Myanmar, họ nghèo nhưng mà họ được đến chùa, được sư cả đùm bọc cu mang, dạy cho học văn hóa, rồi dạy cho học đạo đức. Mặc dù là sau này các em có tu được hay không tu, nhưng mà các em trở thành bậc xuất gia hay là không bậc, không phải là người xuất gia, nhưng mà các em cũng có những cái chủng tử lành, tức là những người được lớn lên từ ở trong ngôi chùa, thì vì những cái em đó cũng có đạo đức, ít nhiều cũng là những cái người mà sẽ là những cái vị mà hạt nhân sau này để mà hộ trì Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. Cho nên con nghĩ rằng đó rất là điều quan hỷ. Tìm lại Việt Nam thì chúng ta cũng không có, ít có những cái trường hợp đó, mà rất là ngăn nắp, rất là lễ phép và cũng không có tham. Các em cho bao nhiêu thì các em chỉ nhận bấy nhiêu, đưa các em thêm một lần nữa thì các em cũng không lấy. Đó là cái điều mà cũng con thấy rằng rất là quan hỷ. Dạ. Và kế tiếp nữa là đi qua cái chùa Ni đó, thì con thấy rất là cũng rất là quan hệ rất là, thì cũng rất là, tức là các vị tu nữ chúng ta trong đó có hai ba vị lớn đầu đàn ở trong cái nhóm, trong cái chùa đó cũng mấy trăm vị ni vậy, nhỏ nhỏ cũng có, lớn lớn cũng có, rồi chư tăng cũng với là các vị Phật tử cũng đến đó để cúng dường. Nghe Thượng Tọa nói Giác Đẳng, Thượng Tọa Giác Đẳng nói là cái bữa ăn của hai ngôi chùa đó là cũng do chúng ta trong đoàn của chúng ta, rúp Phật Pháp Buddha Tâm Ma của chúng ta, mà đặc biệt là dẫn đầu là Thượng Tọa Giác Đẳng đã cúng dường đến với chư tăng cũng như là chư ni ở đó, chư vị tu nữ ở đó. Có nghĩ rằng đó cũng là một cái dịp. Ở Việt Nam thì con nghĩ rằng ở chùa chúng con, riêng ở chùa chúng con thì cũng thỉnh thoảng tổ chức lễ đặt bát, nhưng cũng không có đông như vậy, cũng không có đông được như số ấy. Và ở trong cái cảnh của ở tại Việt Nam thì nó có một cái tâm lý khác, giống như là mình là người mà chủ trì là chịu trách nhiệm, thành ra là phải lo một cách tổng quát. Còn khi mà mình đến đó, mình có dịp tận tay mình cúng dường chư tăng cũng như là chư ni thì rất rất là hoan hỷ. Và ngôi chùa rất là sạch sẽ, rất là khang trang, và phải nói đời sống của các ni đó, đặc biệt các ni lớn, cũng rất là kính trọng chư tăng, quý trọng chư tăng. Cho nên là Thượng Tọa Giác Đẳng cũng đã hoan hỷ cúng dường tài chánh để hỗ trợ cho một cái ngôi chùa đó, để mà các vị có để mà phát triển cũng như là duy trì cho cái các vị ni, các vị tu nữ ở tại đó. Thì như vậy thì con nghĩ rằng ngày đầu đó thì qua tối, qua ngày hôm sau là bắt đầu đi làm thiện sự trước. Đi làm thiện sự trước. Thượng Tọa sắp Giác Đẳng đã sắp xếp cái chuyến đi làm thiện sự trước để mình tạo cái sân quan hỷ. Và khi mà mình làm trong cái thiện sự thì ngày hôm sau lại tiếp tục lại đi hành hương ở trên Bangam. Thì đi đến đó thì mình thấy rằng những cái tháp thật sự là đồ sộ nguy nga và một thời gian so. Mặc dù là cách cả khoảng 10, gần như là gần 13 thế kỷ, 13 thế kỷ cho đến gần 13 thế kỷ. Thì con nghĩ rằng được tồn tại như vậy và một cái quần thể tháp mà lớn như vậy, thì mình mới nói là cái sức mạnh tu tập, niềm tin của những cái người dân Myanmar nói chung và cái chư tăng cũng như là Phật tử ở tại đó nói riêng rất là mạnh, rất là mạnh. Cho nên con rất là hoan hỷ, thật sự là rất là hoan hỷ. Có dịp như thế ấy thì
chư tăng có dịp mà thứ nhất con nghĩ rằng sau một thời gian như là Tường Tạo Giác Đạn cũng rất là bận cái công việc là hoằng pháp khắp nơi hoặc là lo cho chùa Pháp Luân, bản thân của chúng con cũng như là Thượng Tọa Tỳ Siêu và các vị giảng sư thì phần lớn là có trách nhiệm ở một cái ngôi chùa, cho nên hôm nay được đi như vậy đó là một cái điều mà thứ nhất đó là mình được trải nghiệm ở cho cái cuộc sống tinh thần của mình và có dịp để chư tăng chia sẻ và gần gũi với nhau. Theo con biết thì Thượng Tọa Giác Đẳng ở bên kia trời Tây, còn chúng con phần lớn ở đây Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng và là Thượng Tọa Tỳ Quyền, Đại Đức Pháp Tính và Sư Quy Niệm vân vân thì sống ở tại Việt Nam, chỉ có gặp mặt nhau ở tại đó và đồng thời là tạo cái thiện sự, đó là việc cúng dường đến tăng ni hoặc là đi viếng những cái thánh tích, những cái tháp cổ xưa, thì con thật nghĩ rằng đó là một cái điều hết sức là quan hỷ và cũng con là thấy là rất là thoải mái sau khi mà mình đã đi cái chuyến đó về. Như vậy thì cái lớp Phật Pháp mà Buddha Dhamma mà được duy trì của ngày hôm nay thì con nghĩ rằng nhờ cái công sức cũng như là sự hướng dẫn của chư tăng rất là lớn và đồng thời có cái sự hộ độ hỗ trợ cho của những người cư sĩ, những Phật tử cư sĩ, đặc biệt như là Tường Tọa Giác Đẳng nói khi nãy đó, thì trước đây cái thời bắt đầu đầu đó thì có nhiều vị, rồi bây giờ lại đổi nhân sự, chỉ còn tồn tại cô Lăng Nhật Nguyệt, một cái vị mà từ đầu tới đuôi, từ đầu tới cuối, tới bây giờ luôn vẫn còn gắn bó, thì đó là một niềm khích lệ quan nghị đặc biệt. Như vậy thì đường dài mới thấy biết là ngựa hay. Ở trong cái suy nghĩ của con nghĩ rằng là chính cái sự gắn bó lâu dài đó, và chư tăng thấy những vị Phật tử mà có cái sự gắn bó lâu dài đó, chư tăng dù có gì đi nữa, có bận việc thì các vị cũng sắp xếp vô trong room để chia sẻ Phật Pháp. Suy nghĩ đến Phật Pháp, nói Phật Pháp thì con nghĩ rằng cái điều đó là cái niềm hoan hỷ về tinh thần, cho nên đây là cái điều chia sẻ của con. Và trước thềm năm mới của Tết Dương lịch 2020 đó, thì trước tiên con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, mãi là bóng mát hướng dẫn cho những hàng hồ học sau này, và chúc cho các ngài được thành tựu viên mãn ở trong đời sống phạm hạnh. Và chúng tôi cũng xin trong chúc trước thềm năm mới, chúng tôi cũng kính chúc quý Phật tử, quý cô tu nữ thân một khỏe tâm an, người cư sĩ thì có gia đình thì mong cho gia đình được an vui và hạnh phúc, và đời sống của mình luôn luôn duy trì và hộ trì Phật Pháp ở trên phương diện này hoặc trên phương diện kia, để mà mình là góp phần cho cái việc mà Phật Pháp chúng ta được duy trì. Như chúng ta biết là lịch sử của râm Phật Pháp Buddha Dhamma chúng ta, tiền thân râm Diệu Pháp đã tồn tại được 20 năm, ngót nghét đã 20 năm. Chúng tôi sinh hoạt dường như là 15 năm rồi, từ năm 2005 tới giờ. Thì đó cũng là một cái điều mà phải nói rất là quan hỷ. Thì đây là những cái điều mà con xin chia sẻ trong cái dịp Tết Xuân dương lịch đầu năm mới này. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Kính thưa Thượng Tọa Pháp Tịnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ở trong những chuyến đi như là đi Lào và đi Miến Điện kỳ rồi mà Thượng Tọa Pháp Đăng và Thượng Tọa Tịnh đã kể lại, và cũng như sinh hoạt ngày trong room, đối với cá nhân chúng tôi có một cái niềm, không có điều gì quan trọng cho bằng trong cái sinh hoạt hàng ngày của đời sống chùa chiền, đó là chư tăng hòa hợp, quý nhau, quý lẫn nhau, kính lẫn nhau, và đồng thời có góp phần
góp phần vào Phật sự chung. Cho dù là những gặp mặt ngắn ngủi, nhưng mà quả thật đó là những cái thời khắc rất là hoan hỷ ở trong đời sống tu hành. Thưa quý vị, tiếp sau để thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Thì trước khi Đại Đức Pháp Tính cầm mic, cũng xin được nói rằng là không biết là Đại Đức Pháp Tính có một cái duyên gì cũng lạ lắm. Hôm nay nhân ngày đầu năm 2020 thì cũng xin thay lời chư tăng để tán thán Đại Đức Pháp Tính. Thứ nhất là do cái sự đưa đẩy sau đó mà Đại Đức Pháp Tính là người chịu cái trách nhiệm rất là nặng nề trong việc chăm sóc các cái vị tỳ kheo bị bệnh, và nhất là vì một vị tu túc của chúng ta trưởng. Dạ, Đại Đức Tính cũng nặng lòng phải lo cho sư trưởng. Và sau này Đại Đức Huy Niệm bị tai nạn thì Đại Đức Pháp Tính cũng là người lo lắng. Cũng như kỳ rồi chúng tôi sang bên Ấn Độ để tham dự cái lễ trùng tụng tâm tạng ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Có hai cái niềm vui sang bên đó, một là thấy Đại Đức Pháp Tính và chư tăng, mà đa số một số lớn là đệ tử của sự học tuệ siêu. Mặc dù các vị đó không có sinh hoạt ở trong rung nhiều pháp, nhưng mà cũng là học trò đệ tử của sự học tuệ siêu cùng với Đại Đức Pháp Tính để tích cực đóng góp vào cái lễ trùng tụng tam tạng. Và cũng là một điều rất là thú vị là kỳ rồi chúng tôi lại gặp một số quý vị mà sinh hoạt ở trong rung Phật pháp mới ra trăm ma. Chứ tôi không nghĩ gặp quý vị tại đó, nhưng mà qua nếu gặp quý vị thì có một vài vị thì chúng tôi biết, tại vì làm việc rất là thân thiết mỗi ngày rồi. Nhưng mà có nhiều vị chúng tôi không chưa bao giờ gặp hết, nhưng mà gặp các vị cũng rất là hoan hỷ. Dạ, bây giờ thì để xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính có vài lời với chư tăng và quý Phật tử nhân ngày đầu năm. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Hãy kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Con cũng sám hối với Thượng Tọa Nhất Đẳng và Chư Tăng. Nãy giờ thì do con nghe cuộc điện thoại Huy Niệm ở trong bệnh viện về nên con không nghe cái gợi ý của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Do con thấy sư Huy Niệm cũng đang than khóc với con là hiện giờ cũng còn có 30 kg rồi. Nói chung là tinh thần ổng đau nhức dữ lắm. Thành ra con cũng ráng tiếp lên cuộc điện thoại. Nhưng mà bây giờ thì con nghĩ chắc Thượng Tọa Nhất Đẳng mời con lên để nói về cái Tết đầu năm nay. Thì con kính bạch với Thượng Tọa, với Chư Tăng và kính thưa đại chúng. Đối với ở trong đầu năm mới đó, thì riêng bản thân của chúng con luôn luôn cũng có muốn cái sự cống những gì mình biết được, mình có thể làm được đến cho cái lớp học. Có nhiều người thì người ta nói cái lớp học này đã trải qua nhiều năm quá rồi, không biết còn đề tài để giảng hay không, hoặc là các vị giảng sư còn tha thiết hay không. Nói chung là cũng như tin tức hành lang đó, người ta cũng như là người ta bị hoang mang, người ta không biết rằng cái lớp học này mình sẽ duy trì được lâu hơn nữa hay không. Thì riêng bản thân con nghĩ rằng nếu mà
ở trong đây chư tăng, các vị giảng sư cố gắng duy trì, thì và với những người Phật tử họ cố gắng để mà mình giữ vững, và mình sẽ có cái cơ hội, để mà có giữ vững được thì sẽ có cái cơ hội để làm tốt hơn nữa. Và cũng vậy thì ở trong đầu năm mới này con cũng có những cái đặt ra cho cái tiêu chí của chúng con. Chúng con nghĩ rằng sẽ ráng mình trao dồi làm sao để mà mình cố gắng đỡ đần cho các vị lớn, để mà tiếp tục sinh hoạt ở trong cái lớp học này cho càng ngày nó càng được sinh động hơn. Vậy thì con cũng mong con cũng có cái sự theo sát của sư phụ Đại Siêu với thượng tọa. Như những năm trước thì có những cái câu đố vui hoặc là có những cái câu trắc nghiệm vân vân, thì sẽ làm cho cái lớp học càng ngày nó càng sinh động hơn. Vậy thì ở trong cái đầu năm này đó, con cũng xin được nói lên những cái tâm tư, những cái nguyện vọng để mà cố gắng phát triển trong cái sự thuyết pháp online, thuyết pháp ở trên bàn học này. Vì con nghĩ rằng thật ra ai người ta có chê gì thì chê, nhưng mà con nghĩ thuyết pháp online đó tất cả mọi người ở một cái nơi chốn nào cũng nghe được hết. Ngày hôm nay đến nỗi ở bên Miến Điện mà người ta vẫn còn online ở trên Bangkok, có nghĩa là người ta còn cập nhật ở Bangkok nữa, thì chúng ta nghĩ rằng đối với cái sự thuyết pháp online đây là một cái sự hoằng pháp nó rất là hữu hiệu. Mọi người ở mọi nơi đều nghe được, hoặc là khi mà người ta có thời gian người ta bấm lại, người ta tua lại để mà người ta nghe thì vẫn được. Thành ra nó con nghĩ rằng cái sự nghiệp, phải nói là cái sự nghiệp thuyết pháp ở trên bàn thót này, ở trên các cái mạng online này, thì sẽ đem đến cái kết quả cũng rất là có nhiều lợi ích cho tất cả mọi người. Do vậy mà con muốn rằng trong năm mới này sẽ tiếp tục để mà cống hiến những gì mà mình có thể làm được cho cái mạng online này, cho những người ở trên online người ta nghe được. Và tiếp đó thì con xin kính chúc chư tăng năm mới có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ sự an vui để soạn bài thuyết pháp, thuyết giảng cho quý tu nữ, quý Phật tử được nghe. Và cũng xin chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ một năm mới đầy cái sự sức khỏe, hạnh phúc, và để có cái sự thêm đủ sức mạnh tinh tấn để mà tu tập cái hầu tạo những phước trí khi mà mình nghe pháp hoặc là mình phụ giúp ở trong cái lớp học này. Dạ, bây giờ con xin giúp lời con thượng thượng tọa trở lại. Xin truyền đại thiện Phật tính. Sư Minh Thông, Sư Minh Thông có lời phát biểu gì nhân ngày đầu năm? Xin thỉnh Sư Minh Thông, và sau đó thì xin thượng tọa tuyệt siêu để trở lại thượng tọa nói sơ về giáo trình mà chúng ta chuyển tiếp năm vừa qua từ Trường Bộ Kinh sang Trung Bộ Kinh. Và sau đó thì chúng tôi sẽ nói về nhìn lại thập niên qua và chúng tôi hướng đến thập niên tới. Xin thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được vào room lớp Phật Pháp Buddha Dhamma dầu không lâu lắm, nhưng mà con nhận thấy cái tinh thần học hỏi và cái tư cách của toàn thể chư vị Phật tử và giảng sư thì rất là nghiêm chỉnh học hành. Thì đó là một cái điều mà con nhận thấy và rất là hãnh diện và rất là tán thán cái trí tuệ căn bản của những người Phật tử trong room này, cũng như sự đóng góp nhiệt tình của chư vị giảng sư. Đó là điều mà con cảm thấy rất là hạnh phúc.
và con rất là tin tưởng rằng cái room này sẽ kéo dài ngày nào mà chư vị giảng sư còn có đông đủ thì cái room này vẫn tiếp tục và mang lại cái điều lợi lạc cho những người tham dự học Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những điều quan trọng bà con nhận thấy nơi cái sự nhận xét của mình. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ mời những vị khác. Xin chân thành cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Sa thú kính trân xin mời thông. Bà thiều tọa thiều siêu không biết thiều tọa có còn ở trước máy không? Nếu thiều tọa thiều siêu giờ vâng. Bà thiều tọa thiều siêu năm 2019 á là năm mà chúng ta chuyển đích sau khi hoàn tất cái giáo trình trường bộ chúng ta qua trung bộ. Xin thiều tọa hoan hỷ trong tư cách là vị giảng sư đầu đoàn thì thiều tọa có thể cho một vài cái cảm nhận về sự lợi lạc của hai giáo trình này và sự chuyển giúp hiện đại và kính cung sinh thiều tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý Phật tử. Ở trong kinh Đức Phật Ngài có dạy các vị tỳ kheo, các ngươi hãy sống theo hành xứ của mình, hành xứ của tổ phụ. Khi mà các theo hành xứ của tổ phụ thì các ngươi sẽ không có sự tai hại, không bị ác ma nó quấy phá. Cái gọi tức là cái phạm vi hay là cái trụ xứ của mình trên phương diện tu tập thì cái hành xứ của các vị tỳ kheo, tức là cái sự tu tập thiền tứ niệm xứ, còn nói trên phương diện pháp học Ganthathura thì cái hành xứ của chúng ta là kinh điển Tam Tạng. Ngày nào mà khi chúng ta nói pháp thì nói theo kinh điển, chúng ta nghe pháp thì chúng ta nghe pháp theo kinh điển Tam Tạng, thì như vậy chúng ta sẽ không có bị lệch lạc đi ra bên ngoài. Nếu mà chúng ta vào room sinh hoạt, gọi là sinh hoạt Phật pháp, nhưng mà chỉ đem những cái chuyện tào lao và nói lên cái đề tài mà do tự mình suy nghĩ, tự mình thêu dệt để nói cho mọi người nghe mà không có căn cứ vào trong kinh điển, thời như vậy
là chính bản thân mình. Phạm vào cái lỗi lầm với Đức Phật. Này các tỳ kheo, những gì mà Như Lai không có thuyết mà cho rằng là Như Lai có thuyết, đó là phỉ báng Như Lai. Những gì mà Như Lai có thuyết mà nói rằng Như Lai không có thuyết là phỉ báng Như Lai. Và một cái điều tai hại hơn nữa là khi mà đi, khi mà trình bày mà nói cái kiểu đó được mệnh danh là hoằng pháp, nhưng thật sự ra cái đó là pháp ngoại Phật pháp. Người nghe họ sẽ quan mang, họ sẽ bị lệch lạc cái niềm tin đi. Cho nên ở đây, ở trong lớp Phật pháp Buddha-thamma của chúng ta, chúng ta đã trung thành với kinh điển Tam Tạng Pali và hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Ai nói sao nói, người ta chê, có thể chê cái rung lớp Phật pháp của ta tâm má của chúng ta nói những cái đề tài cũ rích, tức là họ cho rằng mình lạc hậu lỗi thời, đêm nào cũng thuyết giảng kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tương Ương Tăng Chi, Tiễn Bộ v.v. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà những người thật sự muốn tìm hiểu về Phật pháp thì khi nghe được những cái đó, họ có sự khéo tác ý, khéo suy tư, họ sẽ học hỏi được nhiều ở trong kinh điển. Và không phải học hỏi người chỉ để giải trí trong một ngày, hai ngày, mà cái sự học hỏi đó nó sẽ làm cái vốn lý về kiến thức Phật pháp trong suốt cuộc đời của chúng ta, từ đây cho đến lúc chúng ta mệnh chung. Nếu mà chúng ta học hiểu được nhiều Phật ngôn như vậy, nó sẽ có lợi ích cho chúng ta trong những khi mà chúng ta cuộc sống thăng trầm, có vui rồi có buồn, có hạnh phúc rồi có khổ đau. Những khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh thành công, cũng có khi chúng ta thất bại. Những lúc chúng ta khỏe, nhưng cũng có những lúc chúng ta bệnh. Những lúc chúng ta trẻ còn sung sức, và có những lúc chúng ta già bất lực, kiệt quệ, kiệt sức. Thì những lúc đó cái kiến văn về Phật pháp sẽ đem lại cho chúng ta một cái tinh thần bình an, yên tĩnh, và chúng ta có được cái hướng đi chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta đã biết rõ tất cả những điều đó do nơi cái sự học hỏi Phật pháp có căn bản. Và vì ý nghĩa Phật pháp, học hỏi Phật pháp có căn bản, cho nên ở rung rung lớp Phật pháp của ta tâm ác là chúng ta chuyển tiếp từ những cái đề tài, những cái giáo trình thuộc về kinh tạng Pali, Trung Bộ, Trường Bộ, rồi qua đến Trung Bộ như năm 2019,
chúng ta đã hoàn tất về kinh Trường Bộ Đi Khất Ly Ca Giác. Rồi cuối năm nay chúng ta lại chuyển tiếp qua Trung Bộ Majjhima Nikaya, và trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục qua đến tương ưng Sanyutta Nikaya hay là Tăng Chi Anguttara Nikaya. Về điểm này, về bản thân chúng tôi thì chúng tôi rất là hoan hỷ, là bởi vì không những như vậy là để chúng ta duy trì Phật Pháp, bản thân chúng ta cũng được ôn dừng kinh điển. Mà ôn dừng kinh điển cốt lõi, rồi một mặt khác nữa là khi mà các vị giảng sư mỗi ngày thuyết giảng một bài kinh hoặc là một đoạn trong bài kinh đó, là vị đó lúc nào cũng tác ý, cũng suy nghĩ theo Pháp. Như trong cái bài kinh Song Tầm, Tiên Như Tha Quy Tắc Cá Sức Tác mà chúng ta vừa học, trong đó có câu Đức Phật Ngài nói rằng: Dân giác đi quá Phích cơ quê phích khú Vô vô lăng Anh đúng có tắc kỳ đúc Anh đúng có quy cha rê thí tà tha nà tí hồ tí chia tà sâu. Này các tỳ kheo, vì tỳ kheo suy nghĩ nhiều về vấn đề gì thì sẽ có khuynh hướng về vấn đề ấy. Nếu như ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, rồi chúng ta bỏ, chúng ta không có suy nghĩ đến kinh điển đó, thì lâu ngày cái tư tưởng này nó sẽ có một cái khuynh hướng khác. Chúng ta chạy theo cái hình thức, chạy theo cái danh, cái lợi lộc, danh vọng lợi lộc. Còn trong khi đó thì mỗi ngày hễ tới phiên mình giảng cái bài kinh nào thì mình suy tư nhiều về bài kinh đó. Còn những vị không phải là cái ngày giảng, nhưng mà chúng ta vào room để chúng ta thảo luận thì chúng ta cũng đã xem lại cái bài kinh đó, luôn cả chánh văn và chú giải. Và riêng cả như bản thân chúng ta học thêm được rất nhiều thứ gì. Nếu mà lo làm cái công việc ở bên ngoài đó thì chúng tôi chỉ được cái may mắn là vì có đi dạy từ xưa đến giờ mấy mươi năm, thì chúng tôi lúc nào cũng lặn lội trong kinh điển. Nhưng mà cũng có những cái mà chúng ta cũng không có chú ý. Hồi xưa chúng tôi lặn lội ở trong tạng luật, ở trong tạng diệu pháp nhiều, tạng kinh thì chỉ có học hỏi đề tài trong tăng chi bộ kinh, hay là một ít ở trong trường bộ kinh, trung bộ kinh thôi, để đem ra trình bày thuyết giảng. Nhưng mà giờ có tham dự để giảng ở trong room lớp Phật Pháp của Thầy Thầm Á, từng bài kinh, thì lúc đó gặp những cái chỗ nào chúng tôi xem kỹ lại mà chúng tôi thấy bản dịch hơi tối nghĩa vân vân, chúng tôi chịu khó chúng tôi nghi
chúng ta nhìn lại ở trong chú giải của cái bài kinh đó, chúng tôi đã học được rất nhiều. Cái đó là cái lợi ích. Rồi lại nữa là mình cũng đem lại nhiều cái lợi ích cho Phật tử ở trong nước và ngoài nước. Những Phật tử nhờ nghe kinh pháp như vậy, căn như vậy, số nào mà họ đi vào room để họ đi chơi, họ nghe pháp họ chán thì họ bỏ đi, nhưng số người còn lại duy trì là những người có niềm tin và muốn học hỏi Phật pháp. Bởi vì ban ngày bận công việc của người cư sĩ, họ không có được tiếp cận chùa chiền, không có gần gũi để nghe pháp từ nơi chư tăng. Thế thì cái giờ vào sinh hoạt ở trong room, họ vào họ lắng nghe Phật pháp, họ hiểu. Cái đó cũng là lợi ích cho người cư sĩ. Chính vì vậy cho nên sau khi chúng ta hoàn tất hết cái giáo trình này, chúng ta chuyển qua giáo trình khác cũng nằm ở trong tâm kinh điển, một kho tàng quý giá. Và chúng tôi thấy có nhiều điều lợi ích như vậy. Và chúng tôi cũng rất là hoan hỷ, hễ mỗi khi hết cái giáo trình này, chuẩn bị sang cái giáo trình khác, thì Thượng Tọa Giác Đẳng đều hỏi ý kiến chúng tôi và chư tăng xem coi sắp tới chúng ta sẽ học cái giáo trình như thế nào. Thì như vậy chúng tôi, mà Thượng Tọa Giác Đẳng nói là vị giảng sư đầu đàn ở trong room, cho nên khi chúng tôi đưa ý, thì để cho chư tăng xem coi cái giáo trình đó nó có khả thi hay không. Nhưng mà sau đó thì các vị đều tán thành và cứ theo đó mà làm. Và cũng một điều rất là quan hỷ nữa là có những cái giáo trình như là trường bộ hay trung bộ này, hết một bài kinh thì nó dài quá, và Thượng Tọa Giác Đẳng đã chịu khó chịu cực để tóm tắt lại cái nội dung và bố cục thành một cái giáo trình ngắn gọn. Từ cái ngắn gọn đó mới triển khai theo trong chánh kinh, ngắn gọn để cho Phật tử MC đọc bài cho dễ và khỏi mất thời gian, có nhiều thời gian để cho vị giảng sư giảng. Rồi sau đó chúng ta trong cái giờ thảo luận, chúng ta mới bung ra và chúng ta trở lại với những ý nghĩa gì ở trong chánh kinh đề cập đến, bàn bạc đến. Chúng ta thật sự chúng ta quan hệ một con én không làm nổi mùa xuân, có nhiều con én thì mới có cái mùa xuân được. Khi mà vào room không phải một mình chúng tôi mà có thể làm được, nếu không có Thượng Tọa Giác Đẳng. Và chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng làm việc, mà nếu không có chư vị giảng sư ở trong room, mỗi một vị chịu trách nhiệm giảng cho một ngày, hay là trong cái giờ thảo luận mỗi vị trả lời cho một vài câu thảo luận, thì nếu không có cái sự nỗ lực đoàn kết đó, hòa hợp đó, thì nó cũng sẽ có cái sự khó khăn. Mà sự thuyết giảng, sự thảo luận
vấn đề về Phật pháp. Cái điều này muốn được thực hiện tốt là phải có một giáo trình hẳn hồi, và cái giáo trình muốn được tồn tại lâu dài, cái lớp Phật pháp được tồn tại lâu dài, thì cái giáo trình đó phải dựa vào cơ sở nền tảng, tức là Tam Tạng, tức là kinh Tạng Pali. Chúng ta học về Tạng Kinh, còn Tạng Luật, Tạng Vi Diệu Pháp thì chúng ta chưa có học tới. Thì bản thân chúng tôi nghĩ rằng những gì mà chúng ta đã làm trong thời gian qua, khi học hết cái giáo trình trường bộ rồi chúng ta chuyển qua cái giáo trình trung bộ, tất cả đã đem lại cho chúng ta một cái sự lợi ích đặc biệt, lợi cho mình và lợi cho những người khác. Đó là một vài suy nghĩ của chúng tôi về cái việc giáo trình giảng dạy ở trong room lớp Phật pháp Buddhadharma. Như vậy bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với cái phần điều hành buổi sinh hoạt đặc biệt ngày đầu năm 2020 này. Nam Mô Phật Thầy. Sao chúng kính trình Thượng Tọa Thầy Siêu. Bạch Chi Đức và thưa quý Phật tử, trước khi nhìn trở lại một thập niên qua trong việc duy trì trong Phật pháp Buddhadharma với những thay đổi và dự kiến cho thập niên tới, thì nhân thực tập thượng viện vừa vào rút xin kính định thực tập thượng viện có vài lời chúc mừng đầu năm đến chư tục đức và quý đại hữu, cũng như một vài cái cảm nhận của sư tọa. Kính định thực tập thượng viện. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Khai Di Đà, thưa đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật Tính và Sư Nguyên Thông. Kính chào quý tu nữ cũng chư Phật tử. Có thể nói rằng là lời đầu tiên, trước nhất là con kính đầu năm 2020. Trước nhất là con kính vấn an Sư Phụ Thầy Siêu, mong Sư Phụ luôn luôn được thân an tâm lạc trong một cái việc tiếp tục vận truyền chánh pháp, và cũng như kính chúc đến toàn thể chư tôn đức tăng và chư tôn đức tăng được gặp nhiều sự an lành ở trong việc hoằng dương chánh pháp, ở trong việc mà hoằng pháp, cũng như là trong sự tu tập, cũng như gửi đến toàn thể chư quý vị Phật tử một năm mới được nhiều sự thịnh vượng, được nhiều cái lợi lạc ở trong cuộc sống. Và phải nói thật là xa thú lành thay khi tất cả chúng ta còn đã đang được hiện hữu và nghe nhau, thấy nhau được. Đó cũng là một sự an lành, đó cũng là một cái duyên để chúng ta tiếp tục còn gặp nhau nữa, để phụng sự Phật pháp, để hoằng dương chánh pháp với khả năng có được của mình, hay hoặc là chúng ta học tập Phật pháp, thì đó chính là để tạo cái nhân lành, cái duyên lành cho tư lương, cho hành trang của mình ở trong kiếp tái sinh. Xin kính nguyện tam bảo gia trì đến toàn thể chư tôn đức tăng cùng đại chúng được an lạc, được cát tường, và thật sự là rất là hoan hỷ, rất là vui mừng khi tất cả với một tâm niệm tiến tu, với một tâm niệm như thổ nào buổi đầu cho tới ngày hôm nay, và mong rằng tiếp tục ở trong tương lai cùng ý niệm đoàn kết với cái tri kiến, với cái sự tu học như vậy. Dạ, chúng con kính
kính đảnh lễ tam bái đến chư Tôn Đức Tăng và thân chào toàn thể chư quý vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá. Thì còn tiếp tục kính cung kính hướng tội quay trở lại để tiếp tục điều học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau thủ kính trân thủ tục tuyệt quyền, kính bạch thượng tọa thượng siêu, bạch chư tôn đức, những kính thưa quý Phật tử, hôm nay theo sự quy ước của loài người đó, là ngày đầu tiên khởi đầu cho một thập niên mới. Bây giờ Việt Nam không dùng chữ thập niên, gọi là một thập kỷ. Bà Chi Thông Đức và quý thường, thường thường là một năm 12 tháng thì dài, nhưng mà cái khung thời gian đó thì không có đủ cho chúng ta thấy nhiều như là một thập niên. Đã hai thập niên qua rồi, từ khi Rum Phật Pháp Buddhadharma, trước đây là Rum Diệu Pháp, hình thành, tồn tại. Và chúng ta phải nói một điều, đó là trường hợp của Rum Phật Pháp Buddhadharma rất là khác với nhiều cái sinh hoạt Phật sự tu học của chư tăng và quý Phật tử. Đây là một trường hợp và có thể nói rằng rất là cá biệt. Chưa tới ra và có thể sẽ rất khó có một trường hợp nào khác tương tự như vậy. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn nhỏ mới vào chùa tu một thời gian thì vị thầy của chúng tôi cũng là cậu ruột của chúng tôi là sư trưởng đã đặt để huynh đệ chúng tôi trong một cái sinh hoạt đó là vừa tu học mà vừa giảng giải Phật Pháp. Và hồi đó thì sư trưởng thường hay mở những lớp học Phật Pháp ở Sài Gòn. Những lớp này có khi 10 người, có khi 20 người, 30 người. Sư trưởng mở một thời gian rồi sư trưởng giao lại. Chúng tôi là người có trách nhiệm cùng với chư tăng khác để duy trì những lớp học đó. Hồi xưa mà duy trì những lớp học một vài chục người như vậy đó thì chỉ có duy trì hàng tuần chứ không thể hàng ngày được. Và sau năm 75 thì điều này rất là khó khăn, nên ngoài chùa Kỳ Biên ở Sài Gòn cũng phải có những lớp như bên Tân Quy hay là bên chợ Bàn Cờ, chỗ này chỗ kia, có khi ở chùa, khi ở nhà Phật tử. Và có những ngôi chùa bỏ hoang, lúc đó quý thầy hoàn toàn hết, không ai quản trị hết, toàn bỏ hoang. Và quý Phật tử thì sợ mất chùa, do đó cho để làm các tổ chức lớp học. Và cũng may lúc đó chúng tôi còn rất là nhỏ, nên mở lớp học thì cũng lên xin phép công an mở một hai ngày thôi, chứ họ thấy mặt mình nhỏ họ cũng nghĩ có vấn đề gì. Nhưng mà đó là một ở trong những cái phôi thai đầu tiên của cái ý niệm gọi là mở lớp Phật Pháp. Khi chúng tôi sang bên Mỹ rồi, thưa quý vị, thì chúng tôi thấy rằng ngoài những cái sinh hoạt hàng tuần ở tại chùa thì rất là khó để giữ những lớp Phật Pháp thường xuyên. Mãi cho đến khi mà chúng ta có Thao Thóc, chúng tôi nhớ là độ khoảng năm 97-98 thì chúng tôi được một số những Phật tử, lúc đó giống như có cái phong trào đang lên Thao Thóc ấy. Mà thường thường một lớp như vậy sinh hoạt khoảng chừng 30 người, đông 30 người, ít có khi nào lên đến 40 người rồi. Và họ hay điện thoại mời chúng tôi. Mà nhiều khi vào trong Thao Thóc rất là khó, nói cái internet nó vào không được,
phải qua cái điện thoại, gọi điện thoại qua rồi họ chuyển điện thoại vào, họ chuyển điện thoại vào trong trong kho thóc. Cho đến năm 2000 thì đầu tiên là sư trưởng và sư lá bối có cái sinh hoạt cũng cái rung lúc mà giảng kinh Pháp Cú, và sư Pháp Nhiên lại mời chúng tôi vào. Thời gian đó, thời gian ban đầu thì nghĩ rằng thôi thì mình cứ đem từng câu kinh Pháp Cú mà giảng, và có giảng có thể giảng hết bộ kinh Pháp Cú chắc cũng 5-10 năm. Nhưng không ngờ chỉ có năm hết kinh Pháp Cú. Và từ đó thì tới đi thì khởi điểm của rung diệu pháp. Và lúc đó thì sư trưởng khoảng 50, và sư tổ thầy siêu với chúng tôi chưa ai tới 40 tuổi, chứ chuyện 20 năm trước. Cho đến bây giờ sự tồn tại của rung Phật Pháp Bodhidharma, chúng ta phải nói đến một khía cạnh mà tâm lại gọi là evolution. Evolution tức là sự tiến hóa. Thì tiến hóa gọi là tuần tự nhi tiến. Thì cái evolution này đó, sự tiến hóa này, nó bao gồm cả bốn phương diện. Phương diện đầu tiên là nói về kỹ thuật. Power Talk thì dựa vào Internet. Và Power Talk bây giờ thì tương đối là tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Đấy, ví dụ như là ngày xưa không đánh được tiếng Việt đâu sự. Nếu quý vị nào mà nhớ đó, hồi xưa là vào trong Power Talk đó, có lối bỏ dấu cũng vui lắm. Dạ, bỏ dấu, dùng dấu hỏi để làm dấu hỏi, và dấu hỏi, dấu ngã thì phải dùng những dấu tương đối đặc biệt. Và có một số Phật tử là chuyên môn để đánh tiếng Việt vào, rồi chúng tôi thường là đánh không có dấu. Và cái đánh không có dấu ở đôi khi nó tạo ra nhiều sự ngộ nhận, hiểu lầm, rất là thú vị. Và Internet lúc đó thì không có mạnh như bây giờ. Thường là ở nhà đó, ở chùa đó, thì có Internet thì mới vào room được. Còn đi ra đường như là trên xe hay trên máy bay thì không có. Vì vậy chúng tôi thường phải duy trì bằng cách là đánh những cái chuyến bay nhằm giờ Internet, và cố gắng tối đa. Có nhiều khi chúng tôi đến một nơi nào đó, chúng tôi phải ra quán cà phê hay là quán cái gọi là Internet shop để có thể vào trong Internet được. Có vài lần hồi xưa chúng tôi sang bên Ấn Độ mà ở Bồ Đề Đạo Tràng có một cái quán cà phê của Tây Tạng họ có Internet đó. Nó ngồi để vào là Power Talk thời đó phản nhận là rất là cực. Bây giờ thì quý vị có tưởng tượng được rằng có nhiều lúc chúng tôi ngồi ở trên máy bay mà bay giữa Thái Bình Dương hay giữa Đại Tây Dương mà chúng tôi dùng cái wifi trên máy bay đó cũng có thể vào Power Talk được. Chỉ có điều là không nói, tại vì nói tác động nó làm ồn những người xung quanh, nhưng mà bây giờ nói được. Và đối với chúng tôi mà ngồi ở trên máy bay mà vô Internet được thì là cả một cái bước tiến rất là dài lắm. Còn cái chuyện mà lên xe mà bị Power Talk thì là bình thường. Hồi xưa cái Internet trong xe mà thời kỳ mà nó còn là S mà chưa qua 3G á, thì thưa quý vị, thời đó nó không đủ mạnh để vào trong Power Talk. Ở xe không có, bây giờ thì lên trên xe bình thường, và quý vị lâu lâu nghe thì tội tự siêu tội hóa đăng hay chư tăng mà vào Internet, vào Power Talk qua phone được, qua iPhone được, thì đó là một cái evolution rất là lớn và lớn lắm. Không phải chỉ về kỹ thuật mà nó có những sự tiến hóa, mà về cái giáo trình nó cũng có sự tiến hóa nhiều. Ban đầu thì lựa một số các cái bộ kinh mà tương đối là phổ thông như kinh Pháp Cú chẳng hạn, thì Bi Tiên Bất Đáp rồi. Và từ từ mình đi vào những bộ kinh lớn mà nó hơi khô khan hơn. Dạ. Như là Tăng Chi Bộ Kinh, rồi Trường Bộ Kinh, bây giờ Giảng Trung Bộ Kinh chẳng hạn. Những bộ kinh nó rất là dài, và phải nhận rằng có đôi khi có những bài kinh rất là khó nuốt với Phật tử. Nhưng mà có lẽ là vì cái trớn cũng như cái nếp sinh hoạt quen của chư tăng và quý Phật tử rồi,
Và do vậy bây giờ đó là cái thời kỳ mà chúng ta có thể đào sâu rồi những bộ kinh mà trước kia mà không bao giờ nghĩ có thể giảng trong lớp học được. Chúng tôi phải thú với quý Phật tử một điều rằng không phải chỉ riêng với quý Phật tử, ngay cả chư tăng á, mà thời chúng tôi còn nhỏ mà học trung bộ kinh, trường bộ kinh không phải là vị nào cũng học được đâu. Dạ, phần lớn không học được, phần lớn rất là sợ, chỉ đọc qua loa một số những bài kinh phổ thông thôi chứ không có đi vào từng bài kinh. Và bây giờ thì do cái điều kiện từ từ giáo trình của chúng ta được fine tune, tức là chúng ta từ từ có một cái phương cách khá hơn để chúng ta có thể đem những bài kinh đó vào cái chúng ta pha loãng ra, tức là có thể giảng cho đại chúng được, cũng là một điều rất là lợi lạc, rất là thú vị. Và thưa quý vị, một cái sự tiến hóa khác đó là về tuổi tác. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng năm 2000 khi mà mới bắt đầu rồi, thì 20 năm trước đó, cả thượng tọa Thiền sư và chúng tôi chưa tới 40 tuổi, và chư tăng lúc đó thì đa số còn trẻ. Có lẽ thưa quý vị, vị nào mà có học Phật pháp thì mới thấy rằng đây là cái thời kỳ mà gọi là chín mùi của chư vị giảng sư. Chúng tôi gọi chín mùi là đã một thời gian rất là dài có nhiều cái kinh nghiệm giảng dạy ở trong Phật pháp. Và nếu mà vị nào mà có học Phật pháp á, thì các vị sẽ cảm kích những cái suy tư Phật pháp của chư vị giảng sư. Chúng tôi lấy ví dụ là có thể cách đây 20 năm thượng tọa Thiền sư cũng giảng pháp và hôm nay tọa cũng giảng pháp, nhưng mà cái suy tư, cái nhận định và cách giảng của thượng tọa Thiền sư 20 năm trước tới bây giờ thì nó không giống nhau đâu. Người ta nói giấy dạy thầy, cây dạy thợ. Thời gian dài qua cái sự chín mùi của thời gian đó, thì thưa quý vị, nó có những khớp tinh mà hồi còn trẻ là không có được. Và vị nào mà chịu học, vị nào mà chịu quan sát đó, thì thấy rằng một số lớn các bài kinh, các giáo trình mà được chư tăng phân tích, mổ xẻ, trình bày nó rất khác với ngày xưa. Nó cũng là một cái evolution thôi, nó cũng là một sự thay đổi, một cái đà tiến hóa rất là lớn. Không phải là từ các vị giáo sư không, mà riêng đối với quý Phật tử thì cũng có những thay đổi. Một số các vị thì đã ra đi, như trường hợp của Dù Tịnh, của Bích Thu không còn nữa. Còn số các vị khác thì lý do này lý do khác không có tham gia sinh hoạt nữa. Thật ra thì những ngày đầu của Thao Thoát ấy, thì chúng tôi cố gắng để có một cái nếp sinh hoạt căn bản cho quý vị làm theo. Nhưng mà sau này thì chúng tôi không có xen vào việc đó nữa. Chúng tôi để quý vị tự tồn tại đấy. Tại vì sao vậy? Tại vì thứ gì đôi khi nó có những cái va chạm giữa cá nhân này và cá nhân khác. Và sau nhiều năm thì chúng tôi thấy rằng nó cần thiết phải vậy đó. Nhân vô thập toàn thì mỗi người có một cái kiểu làm việc, có cách làm việc. Đôi khi cũng lề mề thiệt. Nhưng mà rồi cũng sống. Cũng sống việc. Chúng tôi nhớ ngày xưa mà tới giờ vô lớp học mà không có cái vị giảng sư thì quý Phật tử gọi là bấn loạn rồi. Chúng tôi dùng chữ bấn loạn nghĩa là gọi đồ ngày đồ kia ới ới rồi, không biết làm sao làm đúng cái chuyện hết. Bây giờ thì có các vị giảng sư thì làm sao các vị giảng sư, không có các vị giảng sư thì các vị cũng không, cũng làm sao các vị giảng sư, cũng làm sao trường hợp không có các vị giảng sư. Đó cũng là một điều thú vị. Bởi vì sao? Vì chúng ta quen rồi. Giống đến trận đã dày dặn ở trong chiến trường, nên ở hoàn cảnh nào cũng ứng chiến được. Đó cũng là một điều rất là thú vị. Cũng phải thành thật mà nói thì
chư vị giảng sư càng lúc đó, thì càng ổn định. 7-8 vị giảng sư chư tăng thì không có thay đổi nhiều, và vẫn tiếp tục như vậy, và con số vẫn tương đối đều như vậy. Nhưng mà quý Phật tử thì tương đối thay đổi nhiều, một số lớn tuổi, một số đã khuất rồi, và cũng một số lý do này lý do khác không có làm việc. Nhưng mà cô hai cái website của Rung là pháp luân.com, pháp luân.net và cô Minh Hạnh lớp Phật pháp .net của cô Hạnh Cát duy trì đó, thì chúng ta phần vẫn post bài đều đặn cho đến ngày hôm nay, đó cũng là một điều khoan hỷ. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói đến một cái khía cạnh ngược lại. Nãy giờ chúng ta nhìn về quá khứ, và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn về tương lai. Thưa quý vị, có lẽ là cái chi phối lớn nhất của chúng ta trong tương lai đó là phương diện kỹ thuật. Hiện nay thì chúng tôi đang thu hoạch là chuẩn bị cho năm tới lớp Phật pháp Bodh Dhamma ngoài Paulsock thì sẽ đưa vào trong Facebook. Lý do chúng tôi đưa vào Facebook là bởi vì có một ảnh, có một số cái học liệu, tức là tài liệu Phật pháp ấy, cần đưa lên, và hiện nay càng ngày càng có nhiều người có thể vào Facebook được. Nên nó là một sự đối kết tương đối tốt mà quý vị có thể theo dõi được. Chúng tôi đang tìm một người nào mà tương đối là quen thuộc với công việc này để giao. Chúng tôi thấy rằng đa phần là công việc của Facebook ấy, cá nhân thì quý Phật tử rất là giỏi, nhưng mà để làm cho một cái cơ cấu, một cái tổ chức thì dường như là có nhiều vị cũng chưa có quen lắm. Nhưng mà thật sự phải nói rằng Facebook rất là hữu hiệu để chuyển tải bài vở, những bài đọc với nhiều Phật tử. Một điểm khác thưa quý vị, hiện nay thì chúng ta đang bước qua một cái giai đoạn chuyển tiếp từ 4G sang 5G, tức là ở trong tương lai Internet sẽ mạnh hơn, sẽ mạnh hơn, nhất là ở tại quốc gia mà xài nhiều Internet. Internet mạnh hơn có nghĩa là cái khả năng để mà chuyển tải, chuyên chở những cái media sẽ nhiều hơn. Và lúc đó thì chúng tôi cũng có thể sử dụng cái đó cho cái phương tiện Phật pháp, và chúng tôi nghĩ rằng Paulsock dần dà họ sẽ ví dụ như là hiện nay thì chúng ta chưa có post hình lên trên Paulsock được, chúng ta chưa có post những cái tư liệu giảng dạy, nhưng mà có thể trong tương lai thì những cái đồ họa, những cái biểu đồ vân vân sẽ đưa lên trên Paulsock được. Đó là cái hy vọng sắp tới mà chúng ta. Và rồi thưa quý vị, một điểm mà hiện nay đang dần dà trở nên rất là phổ thông đó, đó là những cái smart speaker, tức là những cái loa mà thông minh được xài ở trong nhà của Amazon, của Google và nhiều nơi khác. Thì trong tương lai quý vị có thể làm những cái macro mà qua đó tới giờ thì tự động nó vào trong Paulsock. Ở đây cũng là một cái sự thay đổi sẽ rất là lớn trong tương lai, và chúng tôi hy vọng. Thì chúng tôi hy vọng điều này là bởi vì nhiều Phật tử lớn tuổi muốn, nhưng mà cái việc mà trong rung Paulsock nó cả bất. Bây giờ thì một số vị biết vào bằng iPad, nhưng mà có một số vị vẫn dùng PC. Và khi mà vào, mặc dù nó rất là giản dị đối với chúng ta, những người quen, nhưng mà những người chưa quen thì không giản dị. Thì trong tương lai,
mà những Phật tử muốn nghe pháp, chúng tôi thường nhận được nhiều lời yêu cầu của Phật tử là xin làm sao chi chỉ để vào nghe pháp được. Thì với những cái smart speaker thì chúng ta có thể mỗi ngày với Phật tử chỉ nói một câu cho smart speaker đó, như là mở phao thoát thì đúng giờ, không cần kêu thì nó cũng mở phao thoát cho quý vị có thể nghe được. Và khi nghe được như vậy thì quý Phật tử cũng có thể nhiều Phật tử lớn tuổi có thể vào phao thoát nhanh hơn. Thật ra thì ở trong thập niên mới này nó còn hứa hẹn nhiều điều. Ở trong đó một điều mà chúng tôi đang nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến tất cả chúng ta, đó là cái khả năng chuyển ngữ bằng nhu liệu. Chuyển ngữ ở đây tức là mở ra một cái kho tàng về sớ giải cho chư vị tỳ kheo. Một cái ước mơ ngày xưa chúng tôi và ngày hôm nay đã có được đó, đó là Tam Tạng kinh điển được cho vào trong điện toán, máy điện toán. Ngày hôm nay mà nguyên cả bộ Tam Tạng bằng tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác, đặc biệt tiếng Phạn, tiếng Pali có sẵn ở trong Internet cũng như có thể đưa vào trong máy riêng của mình, thì cái chuyện đó là một chuyện không còn xa vời nữa. Và đây là một điểm mà thưa quý vị, chúng ta đó là sự thành tựu lớn. Hiện nay thì những cái học liệu về Tam Tạng Mali có rất là nhiều, và cũng có 3-4 nỗ lực để làm sao giúp cho những người mà tương đối là cần đọc sách giải mà không có trình độ căn bản về tiếng Mali có thể đọc và đọc phải. Dĩ nhiên là thứ gì chúng tôi phải nói rằng khi mà chuyển ngữ như vậy cũng có khi bên trật qua dục chứ không phải hoàn toàn. Nhưng mà với chư vị giảng sư và với quý Phật tử mình có trình độ tương đối khá đó, thì những cái software này có thể giúp đỡ được tối thiểu khoảng chừng 50-70%. Và từ chỗ đó thì chúng ta làm phần còn lại. Chúng tôi lấy ví dụ như là hiện nay một số các vị đã sử dụng cái translator của Google để dịch những bản tiếng Anh sang tiếng Việt. Nó không có hoàn hảo, nó không có hay hoàn toàn, nhưng mà ít nhất có một số những cái văn bản mà cần thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Thì trong tương lai, trong tương lai về cái translation đó, càng ngày nó càng khá hơn do điều mà chúng ta gọi là sự phát triển của AI, artificial intelligence. Thì hiện nay thì hai cái đại học mà họ có đầu tư vào phần dịch thuật tiếng Pali sang ngôn ngữ khác, đó là Đại học Oxford của Anh Quốc và Đại học Mahidol của Thái Lan. Chúng tôi không biết khi nào, nhưng mà nghe nói là Đại học Chennai, Ấn Độ cũng đang có chút đầu tư về khoản này. Nếu với cái đầu tư mà trong tương lai mà quý Phật tử mà có thể vào mà các cái văn bản Pali mà ra mà đọc được những cái bản dịch từ sớ giải ra, chúng ta có một kho tàng lớn. Và lúc bây giờ thì chúng ta sẽ học nhanh hơn, học mau hơn và tiện lợi hơn, và lúc đó chúng ta sẽ có được nhiều người tham dự. Có thể nói là trường hợp của Rung Phật Pháp Buddhadhamma là một trường hợp rất là đặc biệt, là bởi vì đây là một cái sự thành tựu công cụ dụng lắm thôi, chúng ta còn lạc hậu nhưng mà tương đối cũng khá rồi. Và thứ hai, trường hợp này cũng trường hợp đặc biệt là Rung Phật Pháp Buddhadhamma không duy trì bởi một vị giảng sư mà nhiều vị giảng sư, và điều này rất khó tìm ở những nơi khác. Và chư vị giảng sư là những người rất có lòng và có trách nhiệm, nên chi chúng ta mới duy trì được lâu dài như vậy. Nếu mà làm 20 năm mà một mình chúng tôi hay từ gọi ngày siêu thì là không nổi đâu, và phải có nhiều vị giảng sư. Và trong Phật Pháp Bố Thầm Đá Đà Ma cũng là một trường hợp đặc biệt, là chúng ta dám đi khẩn hoan. Khẩn hoan ở đây tức là mình
đi vào những giáo trình. Thực sự chúng tôi phải nói rằng nếu bình thường chắc ai cũng giỏi, đa số các vị giảng sư mà gọi là đụng đến những giáo trình như Trường Bộ Kinh hay Trung Bộ Kinh giỏi hết. Thật ra nó cũng là trường hợp rất là đặc biệt. Thì bây giờ chúng tôi muốn nói đến một cái yếu tính sau cùng của chúng ta. Mặc dù bản thân của Hòa Thượng Tịnh Sự ngày chưa bao giờ biết về Pháp Phật, hay là sư trưởng vốn đã mở đầu đóng góp rất nhiều về sư trưởng không vào thường được, hay là không vào được. Nhưng mà thưa quý vị, từ Hòa Thượng Tịnh Sự, sư trưởng và kể cả Hòa Thượng Minh Châu, những cái ảnh hưởng của các vị đó đối với anh em huynh đệ, đối với chư vị giảng sư ở trong rung, có một cái điểm rất là đặc biệt là mình nghiên cứu Phật Pháp, có nghĩa là mình không giảng bừa, không giảng đại, mà mình cố gắng tìm một cái cơ sở căn bản của kinh điển. Thì đây là một trường hợp rất đặc biệt. Chúng tôi rất là sợ một điều là mình đôi khi mình phương tiện nhiều quá, hoặc giả là mình chạy theo cái xu thế chung nhiều quá, mình đánh mất cái gốc mình đi. Thì thưa quý vị, thà là chúng tôi có thể sống, nhưng mà hơn là chạy theo đồ này đồ kia thì mình quên mình lại. Do vì phải nói một điều là chúng tôi tin rằng trường hợp của Rung Phật Pháp Quốc Tham Ba là trường hợp hôm nay là ngày đầu tiên cho thập niên mới. Chúng tôi hy vọng rằng trong 10 năm tới nữa, sau khi chúng ta nhìn lại, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng có những cái thành tựu, vì những thành tựu đó đáng khoa kỳ cho mỗi chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn quý ngài và cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin thay mặt chư tăng cầu chúc tất cả quý Phật tử một năm mới an lạc, cát tường, và xin Phật Pháp luôn luôn soi từng bước chân ở trong cuộc sống của chúng ta. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bụt Thầy, còn kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói lời chúc Tết đầu năm. Dạ, bây giờ thì hết giờ rồi, con xin hồi hướng sa thu lành thai. Còn thay mặt đại chúng trong room, chúng còn kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng hồi hướng nguyện thông